Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài số 3, đó chính là các phép toán tập hợp, trong tập hợp đúng không nào? Thì trong cái bài này chúng ta đã được học về ký hiệu là gì? Giao của hai tập hợp là cái chữ U úp hay là ngửa lên, úp xuống đúng không? Hợp của hai tập hợp là chữ U ngửa lên, chữ U đấy. Hiệu hiệu vào cái phần bù của hai tập hợp. Hiệu thì nó được ký hiệu là phần sẹt A sẹt B, còn phần bù của hai tập hợp thì nó ký hiệu chữ C A B, nghĩa là gì các em? Gọi là phần bù của B trong A được ký hiệu là C A B, được không nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần bài tập của cái bài số 3. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hoàn thành các cái bài tập từ bài số 1 các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang làm bài số 1 các em nhé. Ký hiệu A là tập hợp các chữ cái trong cái câu có chí thì nên. B là tập hợp các chữ cái có trong cái câu là có công mài sắt có ngày nên kim, chứ không phải có công mài sắt có ngày nên cây xà beng là gậy hồng ha. Rồi ok, hãy xác định đầu tiên á là A, cái này đọc là gì các em? Là giao B. Các em nhớ cái điều kiện A mà giao B nghĩa là sẽ bằng là gì? Chúng ta cần phải lấy gì? Nếu x mà nó là thuộc A giao B thì x phải thuộc A và x phải thuộc B. Nghĩa là chúng ta lấy những cái từ từ nào mà nó thuộc cả A và B thì chúng ta lấy đó chính là giao. Các em hiểu nào? Đầu tiên từ có, các em thấy ở đây có thì chúng ta sẽ ghi ở đây là có này. Có được không nào? Tới chí, đây không có, là ở đây có nhưng ở đây không có thì chúng ta không lấy, thì cũng không lấy. Chữ nên, các em thấy nào? Chữ nên, như vậy thì ở đây là có với nên đó, hai từ. Ok, các em có hiểu chưa? Tiếp tục tới A, gì đây? Cái này là giao, còn cái này là gì? Hợp. Hợp hả nào? Hợp của hai tập hợp. Hợp của hai tập hợp nghĩa là gì? X thuộc A hoặc X thuộc B, nghĩa là nó sẽ thuộc một trong hai cái tập hợp này, nghĩa là cái nó thuộc A rồi thì chúng ta không nên ghi lại ở B nữa. Như vậy thì ở đây là có này, có chí này, thì này, nên của A thầy phải ghi lại hết này. Bây giờ qua cái B này, có không lấy này. Bây giờ tôi công, công phải lấy này, mài này, xét này, có ở đây cũng không nên ghi nữa. Các em có hiểu nào? Ngày này, nên các em không nên ghi nữa mà kim thôi. Đó, đó chính là gì? Đó chính là hợp của hai tập hợp A và B. Đây là giao, đây là hợp. Bây giờ tiếp là A sẹt B là hiệu. Thì các em nhớ cái điều kiện hiệu, hiệu của A sẹt B khi nào các em? Khi x thuộc A và x không thuộc B. Các em hiểu nào? Như vậy thì x nó thuộc A nhưng mà x nó không thuộc B. Ví dụ như chữ có, chữ có thì nó thuộc A và thuộc B thì chữ có này chúng ta không lấy. Các em hiểu chưa? Tại vì nó có trong B rồi thì chúng ta không lấy. Nó thuộc A nhưng không thuộc B. Chí, ở đây không có chí thì chữ chí này có này. Thì lấy này. Từ nên có trong A và có trong B luôn nên chúng ta không lấy. Như vậy chí với thì thôi. Tiếp tục B sẹt A. B sẹt A chứng tỏ là gì? Những cái từ nào mà nó thuộc B nhưng không thuộc A thì chúng ta lấy. Thuộc B nhưng không thuộc A, thuộc B có từ có, đây có loại từ đây ra là từ công này, mài này, đó nè, tiếp sắc này, có chúng ta cũng không nên lấy này, ngày này và kim. Từ nên thì thuộc đây thì chúng ta không nên lấy. Đó, các em đã hiểu ở cái bài số 1 chưa?
Ok. Rồi, chúng ta xem một xíu rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 2 nhé. Được không nào? Rồi. Rồi, chúng ta có bài số 2. Các em ha. Ở đây người ta yêu cầu là vẽ lại và gạch chéo các tập hợp. Ở đây là gì? Giao này, hợp này và hiệu này của hai tập hợp A và B trong các trường hợp sau. Như vậy ở đây ở cái hình 9, dụ câu A này, cái hình A này các em phải buộc phải vẽ lại 3 lần để chúng ta thể hiện ba cái ký hiệu này. Như vậy 1 2 3 4 thì chứng tỏ chúng ta phải vẽ tới bao nhiêu hình? 3 x 4 là 12. 12 hình nha. Như vậy thì đầu tiên thầy cho mạo phép thầy vẽ nhanh, nó hơi xấu một xíu nhưng mà cũng dễ nhìn thôi chứ cũng không khó lắm đâu ha. Ví dụ đây tập hợp A, đây tập hợp B, thì bây giờ để mà thầy ký hiệu A mà giao B á, A giao B nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái phần chung, nghĩa là thầy sẽ gạch ở đây này các em, gạch ở đây này các em, gạch ở đây nhá, gạch giữa đây. Còn cũng cái hình này ha, cũng cái hình này nhưng mà ha, A B nhưng mà ở đây là A hợp B thì chúng ta nên gạch sập hết nha. Nghĩa là thầy đang vẽ minh họa để chúng ta thấy, các em hiểu không? Và chúng ta nhiệm vụ chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ vẽ cho nó đẹp, đẹp hơn thầy chứ phải không? Rồi bây giờ tới phần hiệu nha. Cái phần hiệu A B đây đó, ngang ngửa hai quả trứng gà chứ. Rồi ok, như vậy thì phần hiệu thì chúng ta không được gạch ở cái phần B đây mà các em chỉ gạch ở A này thôi này. Tại vì nó chỉ thuộc A nhưng không thuộc B. Đó, như vậy thì cái phần này chúng ta trừ trống này. Ok, như vậy thì A đây chính là hiệu của B, đây chính là cái hình A. Các em nhìn xíu thầy sẽ vẽ hình B tương tự như vậy. Cái bài này có vẻ khá lâu đấy các em. Bài này giáo viên chắc chắn sẽ mời lên trên bảng và các em sẽ làm và chúng ta cũng rất là dễ lấy điểm ha. Ok. Chúng ta đi sang bài 2B nha, hình B. Rồi cái hình 2B các em. Cái hình 2B thì ở đây người ta yêu cầu là giao, là lấy phần chung. Như vậy mà các em thấy ở đây tập hợp A một đằng, tập hợp B một nẻo thì có gì chung hay không em? À, không có gì chung. Như vậy thì cái trường hợp đầu tiên A mà giao cho B á, thì ở đây nó sẽ bằng tập hợp rỗng, nghĩa là không biểu hiện bằng gạch chéo được. Được chưa nào? Còn đối với cái trường hợp thứ hai là A hợp với B. Như vậy thì A mà hợp với B thì chúng ta cần phải vẽ như thế nào? Đó chính là chúng ta cũng sẽ vẽ hai cái hình lại. Đây tập hợp A, đây tập hợp B thì chúng ta sẽ vẽ như thế này. Ta vẽ sọc hết để chúng ta lấy gọi là cái thuộc cái này hoặc thuộc cái này. Đó nè, hai tập hợp. Còn đối với cái tập hợp cái ký hiệu này, hiệu đúng không nào? A hiệu B thì chúng ta cũng vẽ giùm thầy đây tập hợp A, đây tập hợp B, thì khi đó chúng ta chỉ cần xẹt A thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có A hiệu B thì nó sẽ bằng A. Được chưa? Đó, ok. Chúng ta đi sang cái hình C các em nhé. Rồi tiếp tục tới hình 9C, nghĩa là hình 2C các em ha. Như vậy đầu tiên chúng ta có cái trường hợp A giao B này là chúa rồi, anh này là B này, anh này A này. Như vậy cái trường hợp mà A mà giao B á, A giao B thì chắc chắn ở đây sẽ bằng gì các em? A giao B thì chắc chắn ở đây sẽ bằng B đúng không nào? Chúng ta lấy phần chung đó, chúng ta gạch cái này nha. Nghĩa là đầu tiên chúng ta gạch cái này này. Đó. Là trường hợp này. Được chưa nào? Còn đối với cái trường hợp
hợp, thầy vẽ cho nó xấu kinh. Đây B, ở đây A. Như vậy thì nếu như mà A mà hợp B á, đó nè, thì ở đây nó sẽ ra được A. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ gạch hết. Được chưa? Còn cái trường hợp mà hiệu, như vậy thì cái trường hợp mà hiệu á, thì vì là A, thầy nói B là con của A, đúng không? Vì B là con của A nên A trừ B thì nó sẽ bằng gì? Tập hợp rỗng nhá. Đó, tập hợp rỗng. Nên là chúng ta không biểu thị gạch chéo được. Rồi, chúng ta đi sang câu 2D nhé. Bài lâu ghê luôn không? Chà, thầy đính chính lại một xíu chỗ đây em nhé. A sẹt B ở đây không phải là rỗng em. Thầy nhầm chỗ đây nhé. Mà nó chính là C của A B. Như vậy cái hình của chúng ta là như thế này này. Thầy vừa mới nghiên cứu, thầy phát hiện ra thầy nhầm cho cái hình D đây nghe. Như vậy thì khi đó ở đây là tập hợp A, cái anh này B, thì nó chính là chúng ta gạch ở bên ngoài này, chúng ta chừa cái anh B này lại. Cái B này chúng ta không gạch nhá. Xin lỗi nhá. Được chưa? Chúng ta đi sang trường hợp D nha. Cái trường hợp D, 2D của chúng ta là nó lại ngược lại. Ở đây các em thấy là cái tập hợp B ở bên ngoài, anh A thì lại bên trong. Thì cũng tương tự như vậy, nếu A mà giao với B thì nó sẽ bằng gì? Có phải là bằng A không nào? Như vậy chúng ta tô cái phần chung này chính là A. Đó. Còn đối với cái hợp thì ở đây A mà hợp B thì chắc chắn ở đây là ra B, và chúng ta sẽ tô hết. Được chưa? Còn đối với trừ thì cái này mới là rỗng được em. Đối với cái trường hợp mà trừ á, thì nghĩa là A là con của B nên là A sẹt B là bằng rỗng, nên là không biểu thị. Bằng gạch chéo được. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài số 3 em nhé. Rồi, chúng ta có bài số 3 em nhé. Trong số 45 học sinh của lớp 10A, thầy sẽ tóm tắt cái đề bài nhé. Ở đây lớp 10A thì có ở đây là 15 bạn là giỏi này, học lực giỏi, 20 bạn xếp loại là D học lực này, 20 bạn là xếp loại hạnh kiểm tốt này. Trong đó có 10 bạn là vừa học lực giỏi vừa có hạnh kiểm tốt. Thì trong cái số này thì có 10 bạn này. 10 bạn là vừa giỏi và vừa tốt. Được chưa? Gì người ta hỏi đây? Hỏi này. Câu A này. Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng? Biết rằng muốn được khen thưởng, bạn đó phải có học lực giỏi và có hạnh kiểm tốt. Như vậy thì ở đây á, chúng ta có là để mà giỏi á, thì chúng ta phải có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là học lực phải giỏi, điều kiện thứ hai là phải là hạnh kiểm tốt, có đúng không nào? Như vậy theo các em á,
trong 45 học sinh này này thì có bao nhiêu bạn được khen thưởng, bạn nào biết không? Thì để biết được có bao nhiêu bạn hoặc là được khen thưởng á, thì chúng ta sẽ giải như sau các em. Đầu tiên chúng ta gọi, ta giải này, chúng ta sẽ gọi A1 là tập hợp, là tập hợp các học sinh giỏi, thì ghi tắt nhé, học sinh giỏi của cái lớp 10A, được chưa nào? Và B là tập hợp các học sinh có cái hạnh kiểm loại gì các em, loại tốt của lớp 10A, được chưa nào? Như vậy thì theo cái đề bài chúng ta có này, như vậy thì chúng ta có, nếu A1 mà hợp với B thì có bao nhiêu phần tử em? A1 á, ở đây á là tập hợp số học sinh giỏi, đây là 15, hạnh kiểm tốt của chúng ta đây là 20. Như vậy ở đây biết rằng á, trong đó có 10 bạn đây này, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt, thì đó chính là cái phần gì, cái phần giao của A1 và B. Như vậy ở đây có 10 phần tử, đúng chưa? Còn nếu như A1 mà hợp với tập hợp B, hợp tập hợp B nghĩa là lấy những cái phần gì, những cái phần chung thuộc A hoặc là thuộc B. Như vậy thì ở đây cái điều kiện để mà được thưởng á, là phải có học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt, hoặc nha, hoặc này, thầy xin lỗi nãy ban đầu thầy nói vào không nhỉ, hoặc nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia, nghĩa là nếu giỏi cũng được khen thưởng mà hạnh kiểm tốt cũng được khen thưởng. Như vậy thì ở đây có 10 cái bạn là vừa giỏi và vừa tốt, như vậy còn lại sẽ là 35 bạn, 35 phần tử. Như vậy thì 35 phần tử này nghĩa là 35 học sinh sẽ được khen thưởng này. Như vậy thì chúng ta trả lời ở cái câu A vô. Đó nào. Như vậy thì có 35 em được khen thưởng. Nghĩa là có thể là giỏi hoặc là hạnh kiểm tốt. Các em hiểu nào? Tiếp tục. Cái đề bài của chúng ta là lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt. Như vậy thì chứng tỏ là mấy bạn, 35 em được khen thưởng, thì cái số còn lại đó chính là gì? Chúng ta lấy 45 trừ 35 này thì còn là 10 bạn. Hả nào? Như vậy thì ở đây là chúng ta có là lớp 10A có là chúng ta lấy 45 trừ 35 là bằng 10 bạn chưa được xếp loại học lực giỏi hoặc là gì, hoặc là hạnh kiểm tốt, được chưa các em? Đó, học lực giỏi hoặc là cái hạnh kiểm tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng, đó chính là bài số 4 em nhé. Rồi chúng ta có bài số 4 em. Cho tập hợp A, hãy xác định A gì đây, giao với A. Như vậy A giao A thì bằng cái gì đấy, em hiểu nào? Như vậy thì ở đây thầy sẽ làm cái trường hợp đầu tiên là A giao A nha. Như vậy thì chúng ta có, khi mà A giao với A thì nó có phải sẽ bằng là gì các em? Như vậy x
x này nó sẽ thuộc gì? Nó sẽ thuộc a, và x này nó cũng thuộc a. Nên suy ra a giao a này này thì nó sẽ bằng, nó sẽ bằng bằng a. Có đúng không? Tương tự như vậy thì cái trường hợp a, cái này thì người ta thấy bằng dấu hạt thôi, thì cái này hợp lại thì nó cũng bằng chính là a. Ok. Còn a giao với rỗng, tập hợp rỗng thì bằng gì? Có gì chung không em? Không có gì chung thì nó vẫn là rỗng. Được chưa? Còn a mà hợp với rỗng thì nó lại bằng a. Ok. C a a. Đây gọi là gì các em? Cái ký hiệu này này động sao đây? Bạn nào biết là gì? Phần phần bù của a trong a. Các em hiểu không? Phần bù của a trong a. Phần bù của a trong a này, như vậy thì nó là gì các em? Nó ra gì? Có phần nào bù không? Không, rỗng ha. Còn cái tiếp tục là đây. Như vậy thì cái này người ta đọc là gì? Các em, phần bù của gì? Phần bù của rỗng trong tập hợp A. Các em hiểu nào? Phần bù của tập hợp rỗng trong tập hợp A thì chính là gì? Chính là tập hợp gì luôn nha? Đó chính là tập hợp hợp A. Đó. Vậy thôi. Ok. Chúng ta có hiểu không nào? Nó cũng rất là dễ hiểu đúng không? Thì nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ clip quảng cáo và đồng thời ủng hộ kênh của thầy và giới thiệu cho các em nhỏ từ lớp 6 tới lớp 9 được biết nhé. Xin cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo ở cái bài số 4 nhé.